Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Xin chia buồn với năm con giáp này vì 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch là những ngày đen đủi nhất của các bạn trong năm. Ngày này về cơ bản, mọi vấn đề từ công việc đến tình duyên đều không như ý muốn và bạn rất mệt mỏi để giải quyết. Công việc không những không tốt mà còn luôn có tiểu nhân rình rập, chọc ngoáy sau lưng, vận trình tình duyên lận đận, cãi vã thường xuyên xảy ra. Bạn phải thật sự bình tĩnh thì mới có thể vượt qua những ngày khó khăn này. Tuổi Dần. So với thời gian trước, vận thế 5 ngày này của người tuổi Dần sụt giảm mạnh mẽ, có rất nhiều việc đáng để lo lắng. Quý nhân dẫu giải tỏa về tinh thần nhưng không giúp được về vật chất khi mà sự nghiệp xuống dốc. Công việc bận rộn, còn tài chính thì thua kém. Có nhiều khó khăn. Trong công việc, bạn dễ bị cấp trên hoặc lãnh đạo hiểu nhầm, từ đó gây ra hàng loạt mâu thuẫn. Thương quan gây thị phi, không ngừng quấy nhiễu, làm khó con giáp này. Bạn vừa phải làm việc chuyên môn, vừa phải gánh vác những chuyện bên lề, thật sự là quá mệt mỏi. Tài chính không như ý, càng làm càng thiệt hại, đôi khi cảm thấy không chống đỡ được nữa. Nhưng đừng từ bỏ vì người tuổi Dần nếu đã vượt qua cơn sóng gió sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá cho tương lai. Sự trưởng thành trong khó khăn càng giúp bạn tự tin, mạnh mẽ và vững vàng hơn. Tình cảm ảm đạm, đôi lứa đối mặt với nhiều vấn đề, gia đình phức tạp, có sức ép từ bên ngoài khiến cả hai căng thẳng, nhiều lần tranh cãi. Đầu tuần chiến tranh khá lớn, tới giữa tuần bắt đầu hòa dịu hơn. Mọi chuyện lại lắng lại khi hai người bình tĩnh trò chuyện và tìm hướng giải quyết hợp lý nhất. Phương diện sức khỏe cũng không được tốt. Người tuổi Dần trong những ngày này nếu cảm thấy không khỏe nên đi khám chữa bệnh kịp thời, đồng thời điều chỉnh tinh thần để không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc và quan hệ gia đình. Giải phóng năng lượng tiêu cực của bạn một cách thích hợp khiến tài vận có thể đảo ngược. Người tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thìn là một trong những con giáp xui xẻo trong 5 ngày đầu tháng 1. Cuối tuần đáng lẽ là thời điểm nghỉ ngơi, nhưng tuổi Thìn chẳng được may mắn như vậy. Thay vào đó là vẫn phải đau đầu, muộn phiền vì nhiều điều. Thời gian này bạn thường có nhiều suy nghĩ bế tắc, quẩn quanh, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của bạn. Thái độ làm việc của bạn cũng không được ổn cho lắm. Có điểm báo bản mệnh sẽ mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên hoặc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp khi phải hợp tác chung trong cùng dự án nào đó. Hơn thế nữa, con giáp này còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân rình rập hoặc người khác chơi xấu sau lưng mà không biết. Đối phương có thể là đồng nghiệp ganh ghét, đố kỵ hoặc đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, tạo ra những chuyện ngoài ý muốn khiến bạn một phen lao đao. Về phương diện tình cảm, con giáp này nên cân bằng cảm xúc của mình mới có thể gìn giữ được hạnh phúc hiện tại. Đừng vì những chuyện không vui trong cuộc sống hay công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân của hai người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Xin chia buồn với những người tuổi Ngọ vì bạn dễ trở thành con giáp mất tiền trong thời gian này. Tài lộc có dấu hiệu sa sút, khó kiểm soát khi đại hao chủ, hao tài nhập cục, tiền bạc tổn hao lúc nào chẳng hay. Chuyện làm ăn không diễn ra thuận lợi như dự tính khiến bạn thường phải đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề. Thêm vào đó, hàng loạt kế hoạch chi tiêu, mua sắm cho Tết khiến con giáp này không thể không móc ví liên tục. Nhìn tiền trong túi cứ vơi dần khiến bản mệnh không khỏi sốt ruột, lòng như lửa đốt. Đầu tháng đã có hung tinh rình rập là điểm báo thị phi, những kẻ có ý đồ xấu thường xuyên ghen tị với những gì bạn làm được từ trước tới nay, từ đó tìm mọi cách để ngáng trở bước đường bạn đang đi. Bài học lần này sẽ giúp cho tuổi Ngọ cảnh giác hơn với những người xung quanh mình, học cách nhìn người để không dễ dàng mắc phải cạm bẫy của kẻ xấu. Về tình cảm cũng có phần sa sút và kém sắc. Người tuổi Ngọ độc thân vẫn ở trong tình trạng này vì bạn không quan tâm đến chuyện tình cảm, cứ bình thản để mọi thứ trôi qua một cách đáng tiếc. Những người tuổi Mùi đã có gia đình dường như cũng ít quan tâm đến người thân của mình, khiến cho không khí gia đình rất tẻ nhạt. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày sẽ không thể trút bỏ được, có thể dẫn đến tình trạng con người rất sa sút, tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Năm ngày này có thể nói là vận trình sức khỏe của người tuổi Ngọ không được như ý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, tử vi dự báo người tuổi Thân khó mà gặp may mắn về tiền bạc trong thời gian này, thậm chí còn có điểm báo tốn tiền của, chi tiêu vượt mức dự đoán, có thể rơi vào cảnh vay mượn nợ nần. Dù bạn đã đặt ra rất nhiều kế hoạch nhưng mọi chuyện cứ đi chệch khỏi quỹ đạo mong muốn, tài chính chủ yếu tổn hao ở những mục đích không thể không rút hầu bao. Việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, chỉ cần hòa vốn là may mắn lắm rồi. Tuổi Thân nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ kế hoạch cầu tài, đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh. Bạn vẫn nên tiếp tục hoàn thiện dự án cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới thì tốt hơn. Làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Tuổi Thân cũng đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc trong ngày có nhiều hung tinh quấy phá, đồng tiền đi liền khúc ruột. Kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả của đối phương, kẻo vừa mất tiền lại vừa mất cả mối quan hệ. Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch, vận trình tổng thể của người tuổi Thân tương đối kém. Nguyên nhân chính là do hung tinh bệnh phù ghé thăm khiến cơ thể người tuổi Thân sa sút, ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của bạn. Tinh thần không vui nên dễ nổi nóng, dễ bị ảnh hưởng bởi cả những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Tần suất cãi vã và xung đột trong thời gian này là rất nhiều. Người tuổi Thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Tuất. Với tuổi Tuất, rắc rối ập đến bất ngờ, nhắc nhở bạn không được phép lơ là, mất cảnh giác, kẻo hậu quả để lại lớn hơn những gì bạn nghĩ. Vận xui đeo bám con giáp này chủ yếu trong công việc, dù là cuối tuần là thời điểm nghỉ ngơi nhưng bạn vẫn chưa được thảnh thơi phút nào khi liên tục phải vất vả giải quyết đống việc còn dang dở. Tuổi Tuất chớ nên làm việc tùy hứng, nếu không hậu quả để lại sẽ rất lớn. Con giáp này vì nóng nảy, hiếu thắng, dễ bị kích động nên có thể mắc phải sai lầm trong công việc. Bạn cần có trách nhiệm hơn với công việc mình làm, chớ làm ảnh hưởng tới người khác. Rắc rối còn đeo bám tuổi Tuất ở phương diện tài chính, cũng bởi con giáp này cả tin người khác, thiếu thận trọng, không cảnh giác nên dễ bị người khác lợi dụng, kết quả là tiền bạc bị lừa gạt. Tình cảm hiện tại cũng không thể trách ai ngoài bản thân, hãy coi đó là bài học đắt giá cho sau này. Chú ý là trong thời gian này, tuổi Tuất cực kỳ bận rộn nên sức khỏe sẽ sa sút rất nhanh. Trường hợp nghiêm trọng hơn có thể phải đến viện để phẫu thuật. Vì vậy, các bạn tuổi Tuất nên chú ý đến thể chất nhiều hơn trong tháng này. Không chỉ ăn uống điều độ mà cả sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng không nên quá tùy tiện, nếu không sẽ gặp phải tai họa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp xui xẻo nhất trong 5 ngày đầu tháng 1 năm 2022 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.